chào mừng quý vị đang đến với bản tin cuối tuần trên kênh FBC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Việt Nam thuộc top 5 nước có sản lượng gạo lớn nhất thế giới. Phó thủ tướng Trung Hòa Bình yêu cầu 4 tỉnh miền Trung bồi thường sự cố Formosa Hà Tĩnh trước ngày 30 tháng 6. Từ tháng 11 năm 2017, lao động sang Nhật Bản sẽ không phải đặt cọc. Thực vị Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc vào vừa công bố báo cáo triển vọng lương thực thế giới trong năm 2017. Đáng chú ý tại báo cáo này thì Việt Nam được phao xếp vào nhóm 5 nước có sản lượng gạo lớn nhất thế giới. Nhóm 5 nước được Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc nhận định có sản lượng gạo lớn nhất trong năm 2017, lần lượt là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh và Việt Nam. Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương của Liên hiệp quốc, khối lượng gạo xuất khẩu toàn cầu dự kiến đạt khoảng 44,2 triệu tấn so với 43,6 triệu tấn năm 2016. Trong đó Ấn Độ sẽ duy trì vị thế là nước xuất khẩu gạo lớn nhất, đồng thời Việt Nam và Thái Lan được dự báo cũng sẽ tăng đáng kể khối lượng xuất khẩu. Giá gạo trên thị trường quốc tế đã phục hồi ổn định từ đầu năm nay nhờ giá tăng do nhu cầu thị trường và thay đổi tỷ giá tiền tệ tại Ấn Độ và Thái Lan. Tổ chức nông lương của Liên hiệp quốc cũng đưa ra dự báo chỉ số giá gạo năm 2017 sẽ đạt 202 điểm, tăng 8% so với cuối năm 2016. Theo thống kê của cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc KOTRA công bố vào ngày 12 tháng 6 thì tính đến hết năm 2016, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Theo số liệu thống kê của KOTRA từ năm 1998 đến hết năm 2016 vừa qua, đầu tư của các công ty Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt mốc 50 tỷ đô la Mỹ, đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, đứng sau Hàn Quốc là Nhật Bản, Singapore, Đài Loan Trung Quốc và Quần đảo Virgin thuộc Anh. Trong tổng số vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam từ các doanh nghiệp Hàn Quốc thì có tới 71% tổng số vốn đầu tư được chi cho lĩnh vực chế tạo, tiếp đó là điều hành bất động sản và xây dựng đại diện cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc cô tra nhận định nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng bền vững do đó các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng đẩy mạnh hoạt động rót vốn vào Việt Nam. Báo cáo trước Quốc hội trong kỳ họp lần này thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay nếu quyết liệt thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có thể tạo ra nguồn thu từ 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong số 240 doanh nghiệp nhà nước thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2016-2020, chỉ giữ lại 103 doanh nghiệp, 31 doanh nghiệp cổ phần hóa do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 106 doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại không cần nắm giữ cổ phần lâu dài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính, ngân sách nhà nước có thể thu được từ 15 tới 20 tỷ đô la Mỹ sau thoái vốn. Toàn bộ vốn thu được từ cổ phần hóa và thoái vốn ngoài ngành phải được dành cho đầu tư phát triển và không dùng để bổ sung cho chi tiêu thường xuyên của ngân sách nhà nước. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển, chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư, giảm nguồn vốn từ ngân sách và của doanh nghiệp nhà nước, tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài nhà nước, nhất là đầu tư của khu vực tư nhân trong nước. Trước ngày 30 tháng 6 tới đây công tác bồi thường sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung do công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép Hưng Nghiệp Phongmosa Hà Tĩnh gây ra phải được hoàn thành. Đây là chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với các bộ ngành nhằm đảm bảo đời sống, sản xuất và kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung. Theo văn phòng chính phủ, tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã tạm cấp 3 lần kinh phí bồi thường thiệt hại với khoảng 5.290 tỷ đồng, trong đó các tỉnh đã chi cho bà con đạt 84,1% kinh phí tạm cấp. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng đã quyết định tạm cấp lần 4 kinh phí bồi thường là 1.500 tỷ đồng cho 4 tỉnh, nhằm quyết tâm kết thúc giai đoạn thống kê xác định chi trả tiền bồi thường thiệt hại trong tháng 6 năm 2017. Trong đợt bồi thường này, Phó Thủ tướng trường Hòa Bình yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ kê khai, xác định và chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2017. Sự cố môi trường biển do hoạt động xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, làm cá chết hàng loạt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 500.000 người dân, tương đương 130.000 hộ gia đình. Theo nội dung bản ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Y tế Phúc lợi Nhật Bản vừa ký kết, thì thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc sẽ không phải nộp tiền đặt cọc. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa thực tập sinh sang Nhật Bản sẽ không được phép thu giữ tiền đặt cọc của thực tập sinh, đồng thời phải công khai các khoản thu phí để tránh tình trạng thực tập sinh bị thu các khoản phí cao và trái với quy định của Việt Nam. Ngoài ra một số giấy tờ thủ tục hành chính của Nhật Bản đối với người lao động cũng sẽ được giảm bớt. Theo chương trình này, thời hạn thực tập của thực tập sinh Việt Nam sẽ được kéo dài lên 5 năm so với trước đây là 3 năm. Nhật Bản cũng mở thêm nhiều ngành nghề lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe trước băn khoăn nếu không thu phí sẽ không ràng buộc được trách nhiệm của người lao động kéo theo tỷ lệ bỏ trốn của lao động sẽ tăng lên ông doãn mậu diệp thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết đã đưa vấn đề này trao đổi với phía nhật bản nhưng phía nhật bản cho rằng đây là quy định bắt buộc với tất cả các nước có lao động làm việc tại nhật bản việt nam cũng không phải là ngoại lệ ông diệp cũng nhấn mạnh việc thu phí của lao động chỉ là một trong những giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng bỏ trốn của lao động chứ không phải là giải pháp cơ bản vì vậy, bản ghi nhớ cũng quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản, qua đó hướng dẫn kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Thưa quý vị, trong chương mục con số trong tuần này thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 350.000 tỷ đồng. Theo thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng với mức tăng trưởng dư nợ đầu tư nền kinh tế bình quân 16% một năm, dự kiến nợ xấu phát sinh thêm trong 5 năm tới giai đoạn 2017-2022 là 350.000 tỷ đồng. Để duy trì mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%, nợ xấu cần xử lý trong 5 năm tới theo ông Hưng sẽ lên tới 640.000 tỷ đồng. Như vậy bình quân mỗi năm phải xử lý 130.000 tỷ đồng. Đối với vi phạm xử lý nợ xấu thì một số đại biểu có ý kiến chỉ nên áp dụng đối với các khoản nợ được ghi nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên thống đốc ngân hàng nhà nước cho rằng nếu chỉ giới hạn như vậy sẽ tiếp tục vướng mắc về cơ chế bởi nợ xấu luôn tiềm ẩn phát sinh hàng ngày song hành với hoạt động tín dụng. Và phần tiếp theo của bản tin chúng ta sẽ cùng đến các thông tin chính như sau: Ngân hàng Thế giới thông qua gói cứu trợ trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan. Vận tải đường biển của Qatar không bị ảnh hưởng lớn sau cấm vận.